ต่อยแงยักษ์ที่ดึงก็ดาวที่มันตูตามแคบแคบที่ทำทีเป็นกองกำลังเป็นเรื่องนำสำหรับจะทำความยิ้มแคบแคบที่ดังดำเป็นเสียงพอดองยิ้มที่ดาวทำทีตั้งตู้ดองในยักษ์ที่แก้วทำทีไอ้ท่องไถ่ไถ่ละตู้ดำขึ้นแงยักษ์ที่หมายถ่ายละตู้ดำดับท้ายักษ์ที่ตึ้งตั้งยักษ์ที่ยักษ์ที่đao vì rằng này các vị theo trong những năm chủ động là để làm phát khởi nhờ những pháp này như vậy các chất chi này thuộc loại nào trước đây thầy nói chất chi ở tu mà chất chi đây các bạn này là đi và nơi tu tập các chất chi coi như là mình tu tập tứ niệm xứ thì nó sẽ có xuất hiện bảy chất chi mà trong tứ niệm xứ thì nó có cái thân hành niệm thì thân hành niệm nó xuất hiện cái bảy chất chi chứ không phải là mình tự mình tu tập giác chi mà được. Nhưng mà điều kiện là khi mình tu tứ niệm xứ thì bảy giác chi nó xuất hiện thì mới thấy như tinh an hay là nữ giác chi, tinh an giác chi, niệm giác chi, thiện giác chi, ái giác chi và cảnh giác chi thì nó khi nó xuất hiện thì mình thấy nó rõ ràng. Từ đó đó mình mới tu tập, nhưng mà thấy cái tâm của mình ở trong cái trạng thái ví dụ như thụ động thì mình không có nên tu cái giác chi nào đó, thì vì nó thụ động thì không nên thực hiện cái giác chi đó mà phải bỏ cái giác chi đó mà phải chấp nhận cái giác chi khác. Thì như trong kinh Tương Ưng đã nói, tôi muốn hỏi là cái giác chi là cái pháp tu hay là kết quả? Kết quả chứ không phải là cái pháp tu. Sau đây Phật nói mình tâm dao động thì phải là cái giác chi này mà phải là cái giác chi kia. Khi mình đang ở trong cái pháp tu mà cái giác chi đó nó xuất hiện ra, mà khi bây giờ cái tâm mình nó bị dao động thì mình không có được ở trong cái giác chi đó mà mình phải ở trong cái giác chi khác. Nó có bảy cái giác chi, thì ví dụ như bây giờ mình tu tứ niệm xứ nó xuất hiện trong bảy giác chi, đọc lại cái bài tứ niệm xứ thì mình thấy rõ ràng là khi sung mãn, khi tu tứ niệm xứ rồi thì bảy giác chi nó mới có hiện ra. Còn thấy cái phần đó có không? Bài kinh này sao mà nó thấy nó khác rồi? Rồi bắt đầu bây giờ tới tâm thụ động, thấy giác chi trong khi tâm thụ động các vị theo hải thời tu tinh tấn giác chi giác chi. À bây giờ ví dụ như bây giờ tâm thụ động là nó bị động đó, nó bị động thì mình thì trong khi đó đó thì mình thực hiện trên cái pháp thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Chứ còn nếu mình không thực hiện nó trên cái pháp mà tinh tấn giác chi thì nó khổ, mình không còn thực hiện trên thân hành niệm thì giác chi tinh tấn giác chi nó không xuất hiện. Cho nên trong khi đó cái tâm mình thụ động là nó bị động rồi, nó bị động một cái gì đó, cho nên vì vậy mà nó làm cho mình có thể nó lười biếng, làm cho mình không có siêng năng được. Thì bắt đầu đó mình phải thực hiện, không phải thực hiện cái tinh tấn giác chi được, bởi vì tinh tấn giác chi nó không có, cho nên nó bị thụ động. Mình có hiểu chỗ đó không? Và do đó nó bắt đầu mình phải ôm chặt cái phương pháp thân hành niệm. Thì khi mà ôm chặt pháp thân hành niệm, mình tỉnh thức trên từng hành động của thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi sẽ xuất hiện. Mà tinh tấn giác chi nó xuất hiện thì mới khinh an, mới hỷ giác chi nó xuất hiện. Chứ còn tinh tấn giác chi không xuất hiện thì khinh an hỷ giác chi nó xuất hiện. Nó ba cái đó nó gần như là đi sinh sát hơn, nó gần như xuất hiện trong tâm nhau. Đó là mình khi trên con đường tu tập người ta mới có kinh nghiệm, người ta mới thấy nó rất rõ ràng. Tâm nó tụ động, nó tụ động, tức là nó có cái vẻ nó lười biếng, nó không muốn tu rồi. Nó ù lì rồi đó, nó ù lì rồi. Thì bắt đầu phải ôm chặt cái pháp thân hành niệm, chứ không phải ôm tinh tấn mà được tu được. Bởi vì mình có tinh tấn, mình tinh tấn ở trên cái giác chi, thì giác chi nó đâu là cái kết quả rồi. Kết quả rồi, thì nó làm sao mà nó có được. Cho nên phải ôm cái pháp thân hành niệm, nó mới xuất hiện cái tinh tấn giác chi. Mình hiểu như vậy mới biết cách chứ còn không. Nói đó, nhưng mà mình phải hiểu khi mà cái tâm bị thụ động rồi, thì bắt đầu đâu có mình làm sao mà tinh tấn giác chi được. Tinh tấn giác chi là phải tự nó xuất hiện cái quả của nó. Vậy thì phải ôm trở lại cái pháp nào mà xuất hiện cái tinh tấn giác chi. Cho nên khi đó mình ôm lại cái pháp thân hành niệm, ôm chặt pháp thân hành niệm, kiên cố như cổ xe mà cho nó chạy như căn cứ địa, thì pháp giác chi sẽ xuất hiện. Cái tinh tấn giác chi xuất hiện liền, nó không còn thụ động nữa. Nên lần này nó mình tu tinh tấn giác chi, cái phương pháp tu tinh tấn giác chi này thì không có nói quả mà không nói cái quả thôi, chứ còn không có nói cái kích thước, không có nói cái phương pháp để mà có quả này.
tầm này mình lấy cái quả, mình làm cái pháp tu thì thật được. Phải không? Cho nên vì vậy mà tu không được, tu không được. Cho nên cái kinh nghiệm nó lại, khi mà tu đạo rồi, cái kinh nghiệm nó biết. Đây là qua cái kinh nghiệm, chứ còn kinh sách mà nói vậy, người ta ngơ ngẩn người ta không biết. Phải không? Cho nên khi mà ở trên cái pháp mà tứ niệm xứ, thì Đức Phật đã nói là tứ niệm xứ nó mới có giác chi. Phải không? Khi mà có giác chi là do tứ niệm xứ, chứ không phải là tự mình tu tứ niệm thất giác chi được, mà phải tu tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì nó có bài pháp thân hành niệm, phải không? Là do đó thân hành niệm nó cấu kết nó thành cái cổ xe, nó mới tạo thành cái căn cứ địa, phải không? Là do như vậy thì thất giác chi nó sẽ xuất hiện ở tại nơi cái pháp thân hành niệm đó. Là do đó muốn bây giờ tâm mình thụ động, tức là nó bị động rồi, nó lười biếng rồi, nó không có còn. Vậy thì bây giờ giác chi nó không có nè, thất ở tinh tấn giác chi không có nè. Mà muốn cho tinh tấn giác chi thì ở trong đó nói mặt mình phải tu tinh tấn giác chi gì, tức là phải làm cho xuất hiện tinh tấn giác chi, có nghĩa là như vậy đó mới đúng. Chứ còn mình lấy tinh tấn giác chi nó không xuất hiện, lấy cái chỗ nào? Nó là cái quả mà, cái quả của tứ niệm xứ rồi, chứ không phải là cái giác chi nó có cái phương pháp khác riêng, mà phải trên tứ niệm xứ trở lại mà tự thực hiện nó thì cái tinh tấn giác chi nó mới xuất hiện, thì cái tâm thụ động nó mới đạt. Không, mà siêng năng là siêng năng ta. Siêng năng sao mà gọi là làm sao siêng năng được? Chỉ còn mình ôm cái pháp khác, mình tu tập, ráng cố gắng ở trên cái pháp đó thì nó mới xuất hiện cái này mới được, thì nó mới là tinh tấn giác chi. Mình phải hiểu vậy nó mới đúng thật. Bởi vì nếu mà thật sự ra thầy mà không có cái kinh nghiệm này thì kể như người ta không hiểu. Người ta không hiểu, người ta nghĩ là giác chi là mình phải có cái pháp giác chi để mình tu tập, chứ còn không ngờ là từ cái tứ niệm xứ mà tu tập nó mới xuất hiện là giác chi. Rồi mình muốn có giác chi đó mình phải tu tập cái gì? Tu tập cái trên tứ niệm xứ mà tu tập cái gì chứ không phải là cho đúng cách của nó thì nó xuất hiện, tự nó xuất hiện là nó có. Bởi vì giác chi là cái thất giác chi là thất cái bồ đề, bãi cái sự giải thoát của người ta, bãi cái năng lực, cái quả tu giải thoát của nó được. À, sư thấy. Cho nên vì vậy mà chúng ta tu chỉ cần bãi giác chi này xuất hiện, cho nên Đức Phật nói tâm định tĩnh nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhu nhuyễn dễ sử dụng tức là bãi giác chi. Mà định tĩnh là chỉ cái phương pháp tu ở trên thân hành niệm hoặc là tứ niệm xứ để cho tâm định tĩnh mà thôi. Tức là định tĩnh là không phóng vật, không phóng tâm. Cho nên vì vậy mình thấy được cái kết quả của nó và cái phương pháp tu của nó để mang đến kết quả đó. Kết quả đó nó sẽ xuất hiện là bãi giác chi. Cho nên khi mà tâm định tĩnh mà không phóng vật rồi thì bãi giác chi nó mới khó. Mà nó căn cứ vào trong cái thời gian mà cũng phải quyết định rằng định tĩnh nó phải có cái thời gian nữa. Cho nên nó rất hay là cái chỗ Đức Phật đã xác định được cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ nhất dạ hiền, 12 tiếng đồng hồ thì bãi giác chi nó mới xuất hiện đủ. Còn nếu mà cái tâm mà định tĩnh nó chỉ trong vòng từ 1 giờ, 2 giờ thì chưa xuất hiện đủ. Đó là cái hay của Đạo Phật là dạy cho chúng ta ôm cái pháp đó tu tập. Mà cái sức định tĩnh của chúng ta nó phải căn cứ vào cái thời gian nhất định nó sẽ đủ bảy giác chi. Tức là nó khi mà tâm định tĩnh thì nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhưng bây giờ mình cũng có định tĩnh, nhưng mà định tĩnh chút làm sao nhu nhuyễn dễ sử dụng chỗ nào đâu. Mà Đức Phật dám căn cứ vào cái chỗ nhất giờ hiền để rồi 12 tiếng đồng hồ để rồi nó sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng. Thấy được cái chỗ đó. Và nếu mà cái tâm mà chúng ta mà xuất hiện bảy giác chi thì chỉ có phương pháp thân này. Nhưng mà người ta tu pháp đó người ta ai cũng bỏ cuộc. Thấy hầu hết được họ không tu nổi, bởi vì nếu mà không cấu kết nó thành một cái cổ xe, tâm thân hành của mình mà cấu kết nó thành cái cổ xe để mà nó chạy được, nó kiên cố để mà nó chạy được á, thì người ta thấy quá nhập nhằn, quá khó khăn. Bởi vì từng cái hành động người ta phải lưu ý trên từng cái hành động của họ, mà phải cấu kết chứ không phải là tu láng ở trong hành động được đâu. Khéo léo là chỗ Đức Phật nói mình phải tu tập như thế nào để mà nó thành cái cổ xe đó. Đó là cái kết hợp lại cái nhiều cái thân hành niệm của mình để tạo thành một cái cổ xe. Cái đó là cái khó. Mà người ta từ thở giờ những cái nhà học giả mà đọc tới chỗ này họ không biết như thế nào thành cái cổ xe. Đọc lại cái bài thân hành niệm mình còn thấy những cái lần được. Rồi bây giờ đọc qua cái kinh Tương Ưng thì con thấy như mình không biết đâu mà đọc. Ở trên tứ niệm xứ thì thấy nó đúng rồi không? Thầy nói đúng rồi không? Bây giờ bắt qua Tương Ưng nó thấy bây giờ muốn tu tập tâm bị thụ động thì phải tu tập tinh tấn giác chi.
Nhưng mà tôi ta tin đánh giá chi mà nếu mà không nắm vững á, thì không biết cái phương pháp nào tu để mà nó thực. Hay là mình phải nỗ lực mình sáng mình tu, trong khi tâm mình thù động là không làm được gì. Giá chi nó xuất hiện là tự nó tinh tấn, chứ không phải là mình lấy cái cố gắng mà tinh tấn mà làm tinh tấn được. Mà phải cố gắng tu một cái pháp gì, cố gắng tu một cái pháp gì đó thì cái tinh tấn giá chi xuất hiện. Thì như vậy gọi là, trong kinh Tương Ưng gọi là tu tinh tấn giác chi là như vậy. Nhưng mà nếu mà không nắm vững, không có kinh nghiệm chỗ này thì không biết cái pháp nào mà để cho cái tinh tấn giác chi này nó xuất hiện lên. Mà trong kinh Tương Ưng gọi là tinh tấn giác chi phải tu tập. Nghe là làm tâm ý. Đúng vậy. Khi mà cái câu kinh Pháp Cú nói tâm dẫn đầu các pháp, phải không? Tâm tạo tác, tâm làm chủ, phải không? Thì người ta không biết cái tâm này là cái ý mà cái tâm, nhưng mà sự là cái này là ý trong cái tâm, cái ý thức của chúng ta. Bởi vì mình mới vào nó, mình thấy rõ ràng cái ý của mình nó muốn cái gì, muốn thiện muốn ác, nó dục tham dục sân dục thiết thì hoàn toàn cái ý không, chứ đâu có cái tâm chỗ nào đâu. Cho nên cái này là cái ý, là cái ý nó chủ động đó. Vì vậy mà chính cái chỗ này mà Đức Phật xác định được cái pháp như lý đắc ý á, lấy cái ý mà tu. Cho nên dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Đó là cái chỗ cái ý á. Mà con đường của đạo Phật là luôn luôn lấy cái ý mà tu, chẳng có lấy cái tâm. Một ý căn thôi. Bởi vì trong cái ý căn đó nó có hai phần. Cái bài mà kinh Pháp Cú ấy, Đức Phật cũng đều là có đưa ra hai cái bài kệ. Một cái bài kệ thứ nhất á là ý cái nói cái tâm, tức là cái ý của mình ấy, cái ý của mình nó làm chủ, nó tạo tác. Thì cái ý của nó nếu mà nó tạo tác thiện á, phải không? Nó tạo tác tác ác, chứ nó không có hai, chứ không có hai cái mà chỉ có một cái thôi. Thiện á thì nó hạnh phúc đến với mình, mà ác á thì nó sự khổ đau đến như mình, phải không? Trong cái bài kinh Pháp Cú xác định được cái ý của chúng ta rõ ràng là nó chỉ một, chứ không còn có cái nào mà biết ở nước sau đó để mà đối chọi lại với cái ý của chúng ta hết, mà chỉ có cái ý thôi. Nếu ý thiện thì nó mang đến tốt, ý xấu nó mang đến cái xấu của chúng ta, cái quả xấu. Rõ ràng đây là một chứ không hai. Qua cái bài xâm kệ này chúng ta thấy rất rõ, thấy không? Thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định được cái chỗ cái ý của chúng ta, chứ không có cái thứ hai mà để đối lại. Còn bây giờ có cái tâm thiện mà có cái ý ác thì không bao giờ có, mà chỉ có cái ý này nó làm chủ, nó tạo tác, do đó nó làm chủ, nó tạo tác, nó thì nó thiện thì nó tốt, mà nó ác thì nó phải thọ lấy khổ. Ở trong này hai cái bài này chúng ta thấy rất rõ ràng, phải không? Cho nên có một chứ không hai. Ý tham, khởi ý tham là thuộc ý căn, đó thì hai cái bài kệ của Đức Phật, cái trước cũng dẫn cái ý, cái sau cũng dẫn ý, mà cái trước là ý ác, mà cái sau là ý thiện. Cái bài sông tầm, trong cái bài sông tầm đó là cái ý của chỗ này nè, sông tầm, tức là cái trước cũng tầm, cũng là một tầm chứ gì, tầm ác gì, cái sau là tầm thiện gì, cũng một tầm thôi, cho nên nó là ý, không có gì. Nó đọc ra bài sông tầm với đọc cái bài kinh Pháp Cú có phải giống nhau không? Nó là bài sông tầm rồi đó, nó không có gì. Hết sức ra mình cũng biết, cũng hết sức ra cũng biết. Nó hai mặt à? Nó hai mặt, một mình nó hai mặt quá rồi. Đúng rồi. Đó chính cái chỗ này mới biết được cái pháp của Phật tu. Nếu mà Phật thấy cái ý mà nó không làm chủ, nó không tạo tác, thì chắc chắn là con đường đạo Phật không tu được rồi. Nhưng mà thấy được cái ý nó làm chủ, nó tạo tác, mà chính nó thiện với ác nó, cho nên cái bài sông tầm nó mới xuất hiện. Có bài sông tầm, mà bài sông tầm thì có bài kinh Pháp Cú thì xác định chúng ta thấy rõ ràng là thằng này nó hai mặt, có một mình nó mà hai mặt, thiện với ác thôi, không có hai đâu. Nó làm nó sửa nó chính chỗ đó mà con đường đạo Phật nó mới xuất hiện. Chứ còn nếu mà nó làm mà nó không sửa thì chắc chắn là coi như là không còn ai mà có thể sửa cho nó hết, thì coi như là ác không chứ không có chuyện được. Cái chỗ đó là chỗ hay của nó, là tìm thấy được cái đường đi của nó. Cho nên trong Bát Chánh Đạo thì mới chánh kiến, chánh tư duy, đó là cái chỗ này, phải không?
nếu mà cái tà tức là ác pháp như vậy, tà kiến tà tư duy vậy, thì nó có cái chánh kiến chánh tư duy nó mới diệt tà. Thì đó rõ ràng là cái tầm thiện và tầm ác. Nếu tầm thiện nó là chánh tư duy, phải không, chánh kiến chánh tư duy rồi, mà cái tầm ác là tà kiến tà tư duy chứ gì, đúng không? Cho nên nó nằm ở trên bát chánh đạo rồi, nó không sai. Mà bát chánh đạo là một cái chân lý trong bốn chân lý của đạo Phật. Cho nên cái bài kinh Pháp Cú cũng đúng nè, không? Rồi tới cái bài song tầm ở trong kinh Trường, kinh Trung Bộ mình thấy cũng đúng rồi. Nó xác định rất rõ cái nghĩa. Nó có hỏi như vậy mới thấy được cái đường đi của mình. Vậy con đỡ là dù cái lý tao đó, tao thì lúc tập nó không phải. Cũng biết vậy, cũng có cái ý họ cũng biết chuyện á, nhưng mà vì cái tâm mà tham muốn á, thành ra nó mặt nó nặng hơn, cho nên nó lôi cái ý thiện của họ. Cũng như thằng trộm nó cũng biết là ăn trộm là xấu thì nó không biết đâu, nhưng mà vì nghèo đói hay hoặc là vì cái thói quen nó rồi nó bỏ không được, nó phải đi ăn cướp trộm cũng đã, chứ nó biết chứ đâu phải nó không biết, thật sự là nó biết. Đó là cũng là các cái nhà này thì cũng như là nhà tâm lý học phân cái tâm mình ra cho nhiều, mà theo thầy thì chỉ được phân như vậy thì nó cũng được chứ không, mà nó trở thành nó xuống cái người tu. Bây giờ nó trong cái đứng ở trong việc phương diện mà bài sinh tâm thì chúng ta thấy ở trên tâm quán tâm á, thì cái tâm của chúng ta nếu bình thường thì nó không có cái niệm gì á, thì coi như là đương nhiên là thấy cái tâm của mình, nhưng mà sự thật là mình không biết nó là thật tàn hay là vô sự. Là cái tâm mình nó dẫn thức là chứ nó còn có cái niệm mới thấy rõ cái tâm, khi nó có cái niệm nó rõ lắm. Nhưng mà có cái niệm á thì trong đó có cái bài sung tâm, thì Đức Phật đã nói là tâm tức là mình có sự tư duy ở trong đó rồi, thì khi mà có cái niệm thì tức có cái tâm rồi, mà cái tâm là cái niệm này nó thiện hay là ác, tức là cái tâm của chúng ta nó thể hiện qua hai cái thân tâm hành đó. Mà ví dụ như bây giờ nói thân hành thì thầy đưa cánh tay ra thầy bước đi thì đó là thân hành, mà nói tâm hành là cái gì thì tức là cái niệm của nó khởi ra, nó có hoạt động rồi, thì lúc bây giờ chúng khi mà nó hoạt động rồi thì nó phải có tư duy rồi, thì dù là ác dù thiện đều là có tư duy. Cho nên khi đó đó thì trong khi đó cái bài song tầm thì Đức Phật dạy khi một cái niệm mà khởi ra nó, khi đó chúng ta thấy nó là ác thì chúng ta dừng nó lại, mà nó thiện thì chúng ta tăng trưởng chứ không có gì hết. Là do như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ràng ở trên cái phương pháp tu của đạo Phật á, thì trên tâm quán tâm chẳng qua là song tầm chứ không có gì hết. Có đúng không? Còn bây giờ mình chia chẻ ra nó nhiều tâm thì nó cũng hay chứ nó cũng không phải là cái gì, nhưng mà rốt cuộc là cũng trên tâm quán tâm thôi, có gì đâu. Không, còn bây giờ ngay bây giờ tới trên bài song tầm thì cũng là trên tâm quán tâm chứ không có gì hết. Bởi vì cái tâm này nó khởi ra một cái niệm tức là tâm hành rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mình mở quan sát cái này coi nó thiện ác, thấy nó là ác thì tức là dừng nó lại, diệt nó chứ không có cho nó tác động vào cái tâm của chúng ta, tức là làm cho chúng ta phiền não đau khổ. Cho nên như vậy mà chúng ta không cho nó đi vào ác pháp nữa, tức là ngăn diệt nó. Mà khi mình ngăn diệt nó thì nó là
có cái sự tư duy mà để ngăn việc nó, tức là nó là tầm thiện đó. Thì như vậy là trên tâm quán tâm trong cái bài song tầm, là tức là Đức Phật đã dạy mình trên tâm quán tâm chứ gì, để khắc phục tham ưu gì. Ác không còn đó thì tham ưu còn không? Có nghĩa là trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, có phải trong bài Tứ Niệm Xứ Đức Phật đã nói vậy không? Mà nói vậy tức là cái bài song tầm thì cũng là có mục đích đó chứ có gì khác. Cho nên bài song tầm tức là trên tâm quán tâm chứ không có gì. Chúng ta thấy rõ ràng những cái điều mà Đức Phật đã xác định chúng ta tu Tứ Niệm Xứ là có những cái bài pháp rất cụ thể rõ ràng. Còn chúng ta lý luận bằng cách này cách kia nó làm thêm rắc rối. Phải không? Nó rắc rối làm cho mình phải hiểu cái này kia, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng nằm ở trên song tầm chứ không thể nào đi ra ngoài khỏi song tầm. Tâm quán tâm, cái tâm thứ nhất á, tâm hành là cái niệm nó xuất hiện tâm tham, cái tâm tham này, ý căn quán cái tâm tham đó là ý căn quán cái tâm tham, thực hiện cái tâm này nó tham. Đó, còn cái thầy nói là cái thân mà nó quán cái thân quán tại thân. Vậy đó thì bây giờ cái tâm này là cái tâm gì? Cái tâm của chúng ta này, bây giờ nó khởi cái niệm là cái tâm gì? Có phải là tâm ngũ uẩn không? Nó thuộc về sắc, còn nó thuộc về cái ý thức của chúng ta, tức là thuộc về ý thức, là thuộc về cái sắc thức của chúng ta, thì nó thuộc về cái phần mà tâm của sắc thọ tưởng hành thức. Sắc coi thọ tưởng hành thức, sắc thì trong sắc nó có cái sắc thức, phải không? Thì nó có cái tâm của chúng ta chứ gì, cái biết đó, cái biết là ý thức đó, phải không? Thì bây giờ nó khởi ra một cái niệm, phải không? Khi mà nó khởi ra cái niệm á, thì chúng ta có cái sự tư duy để mà xem xét cái niệm, thì đó cũng phải là trên tâm quán tâm sao? Xem xét cái niệm đó tức là trên tâm quán tâm, có phải không? Bây giờ nó khởi ra một cái niệm, mà trong khi cái niệm này mình chưa có biết nó thiện ác, cho nên mình mới quan sát tư duy cái niệm này thì mới thấy nó là tâm mình tham. Có nhiều khi nó tham rất rõ ràng thì mình biết ngay liền, có nhiều khi nó tham mà mình không biết. Cho nên bây giờ trên tâm quán tâm của mình, tức là trên cái tâm hành đó, có cái niệm ra, chúng ta mới quan sát cái niệm đó, cho nên chúng ta mới thấy nó là ác hoặc là nó là thiện. Nếu ác thì chúng ta ngăn diệt nó, không có cho nó tác động chúng ta, thì vậy mà chúng ta không có tham ưu, tức là khắc phục tham ưu. Như vậy là không phải là trên cái tâm của ý thức của chúng ta sao? Trên cái tâm của sắc thức của chúng ta đó, là sáu thức của chúng ta, thì rõ ràng là mình luôn luôn mình ở trên cái ý thức không, chứ cái tâm của mình nói tâm chứ điều thật là ý thức chứ không phải là cái gì khác. Thì bây giờ ở trong này chúng ta thấy rõ ràng nè, ở trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta đó, thấy không? Ở trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta, sắc thọ tưởng hành thức. Còn cái thân tứ niệm xứ á, thì nó có thân thọ tâm pháp, phải không? Thân thọ tâm pháp, vậy thì cái tâm này là nó thuộc về ý thức chứ đâu có nó ý thức chứ đâu có cái tâm gì đâu, chúng ta đâu còn có cái tâm gì nữa khác hết. Thì nó bốn chỗ, thân thọ tâm pháp, mà cái tâm này hiện bây giờ chúng ta là cái tâm ý thức, chứ không thể nói cái tâm tâm minh được, bởi vì tâm minh mình chưa có làm được cái gì, mình chưa có nhập định, mình chưa có thực hiện được tâm minh thì đâu có nói nó là cái tâm tâm minh được. Bây giờ chỉ ở trên tứ niệm xứ, để tu tứ niệm xứ thì chỉ có cái gì nói về tâm thì chỉ có ý thức mà thôi, tức là cái biết của ý thức thôi, chứ không thể nói hoàn toàn ngoài ra cái ý thức được, không thể nói là thức uẩn được ở chỗ này đâu. Còn nói về thân ngũ uẩn thì cái sắc thức của nó là cái tâm của tứ niệm xứ này. Cho nên tứ niệm xứ là trên thân quán thân, mà trên tâm quán tâm, thì quán tâm là quán về cái tâm ý thức chứ không phải là quán tâm về cái tâm khác được. Cho nên trên tứ niệm xứ thì phải thấy cái ý thức là cái tâm của nó, chứ không thể nào mà ngoài cái ý thức mà gọi là có cái tâm khác ở trên tứ niệm xứ này được. Ý thức nó thuộc là ý căn nó nằm trên sắc thức. Sắc thức, sắc thọ tưởng hành thức, cái thức nó không phải là ý thức rồi. Nó không phải là ý thức đâu, nó lại khác rồi. Không phải ý thức. Khi nào mà mình đóng cái ý thức của mình lại, mình đóng cái tưởng thức mình lại, tức là trong giấc ngủ mình thấy mình có nằm chiêm bao mình biết đó, mình cũng đóng dẹp nó lại, thì bắt đầu mình nhập tứ thiền thì nó tịnh chỉ các hành hết, thì tức là lúc bây giờ thì cái tâm mà tâm thức nó mới xuất hiện được. Nó ba cái thức ở trên cái chỗ mà ngũ uẩn. Cái sắc thức đầu tiên là thuộc về ý thức, không? Cái tưởng thức là cái mộng mị của mình gì? Còn cái tâm thức nó hoàn toàn chưa có hoạt động. Mà một cái người mà nhập tứ thiền mà thực hiện tam minh thì cái tâm thức này nó mới hoạt động. Nó khác rồi. Bây giờ mình đang nói về tâm sắc thức là ý thức. Ý thức không à? Cái
nó không dính dáp gì, nó không còn, nó không có gì hoạt động gì chỗ này vô trong chỗ này được hết. Cái này là đợi khi mà chúng ta sắp sửa mà chúng ta thực hiện tam minh rồi, nhập được tứ thiền rồi thì nó mới xuất hiện được. Không biết, không đúng. Cái biết này hoàn toàn là ý thức của chúng ta, chứ nó không còn. Còn cái biết của tưởng thức là trong vọng nghĩ thì dễ thấy rồi. Bởi vì cái ý thức của chúng ta lúc bây giờ nó không hoạt động rồi, nó ngủ rồi. Phải không? Cái ý cái phần mà ý căn của chúng ta là cái phần trong đó nó có nằm cái phần ý căn chúng ta là nó tổng thể của nó có chia ba nhóm tế bào. Cái nhóm thứ nhất nó thuộc về ý thức. Ý thức là tức là mình hoạt động trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đang tỉnh táo như thế này nè. Rồi khi mình ngủ á thì nó có cái nhóm tế bào để hoạt động cái phần mà chiêm bao. Rồi khi mình nhập tứ thiền á thì nó cái phần hoạt động của cái tâm thức để mà thực hiện tâm minh. Thì cái nhóm tế bào này nó lại hoạt động của cái biết của nó về cái phần khác, cho nên nó có nhiều từng nhóm ở trong cái ý thức của chúng ta, chứ không phải hoàn toàn ở ngoài cái ý thức của chúng ta mà đi tìm cái để hoạt động cái này thì không được đó. Nó cũng nằm ở trong cái phần mà ý căn của chúng ta. Cho nên ý căn là cái bộ não của chúng ta. Mà cái bộ não của chúng ta thì nó có cái nhóm tế bào ý thức, nhóm tế bào tưởng thức và nhóm tế bào tâm thức. Trong cái ý căn thì nó có 3 nhóm. Cho nên nó cũng là cái biết, nhưng mà cái biết của cái nhóm nào thì nó biết theo, nó hoạt động theo cái nấy, chứ nó không thể nào mà nó hoạt động giống nhau được. Cũng như bây giờ cái nhóm mà tế bào của tưởng thức á, nó hoạt động á, thì không cần tai chúng ta cũng nghe. Không cần cái lỗ tai, cái nhĩ căn á nó cũng nghe, không cần cái nhãn căn nó cũng vẫn thấy. Vì lúc bây giờ mình ngủ á thì tai mình nó không nghe rồi, mà mắt mình thì không thấy, nhưng mà khi mà chất mộng á thì mình vẫn thấy, vẫn nghe. Có đúng không? Như vậy là nó nghe, nó thấy, không phải cần cái sáu cái căn kia đâu, nó không cần sáu, thậm chí cái ý thức nó cũng không cần nữa. Có phải không? Bởi vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức là sáu cái thức của sắc thức, phải không? Của sắc. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ nó hoạt động, cái tưởng thức nó hoạt động thì nó không cần cái thứ này nữa, phải không? Do đó mà cái ý thức đó, cho nên cái ý thức mà nếu nó ở trong cái mộng của mình, nó còn ý thức thì nó phải có tai nghe, nó thấy của nó luôn, thì sáu cái thức của nó một chùm, nó cũng chùm của nó mà. Còn cái này, cái tưởng thức nó chỉ có một chứ nó không có một chùm, phải không? Một mà nó hoạt động, nó cũng nghe thấy biết, nó cũng y như một chùm của sáu cái thức này. Không, tưởng thức là tưởng quẩn đó, còn sắc thức là sắc quẩn đó, sắc thức là sắc quẩn, còn tưởng thức là tưởng quẩn đó. Thì nó coi như là nó không, nó cũng nhóm ở trong cái thân ngũ quẩn, cái thân ngũ quẩn á, cái thân ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, phải không? Đó là một cái nhóm của cái thân, nhưng mà bây giờ về những cái biết của nó có từng nhóm riêng ra, chứ không thể nào nó nhóm này nó, cái nhóm này nó hoạt động chung cho cái thân ngũ quẩn của nó, phải không? Nhưng mà khi mà nó hoạt động từng cái phần của quẩn của nó thì nó hoạt động phần riêng. Như sắc thức thì nó hoạt động sắc quẩn á, thì nó hoạt động cái thức của nó riêng, mà tưởng quẩn á thì cái biết của tưởng quẩn á lại nó làm riêng, chứ nó không có chơi chung với cái anh sắc quẩn này được. Rồi bây giờ cái thức quẩn á thì nó lại biết riêng, nó không có chơi chung với hai cái anh này nữa. Hai này dừng thì nó mới làm việc, còn hai này không dừng thì nó không làm việc, cái thức quẩn này không làm việc. Cũng như cái anh tưởng, anh sắc quẩn này anh dừng thì cái tưởng quẩn anh mới cái biết của cái tưởng quẩn anh mới làm việc. Cho nên nó chung, nhưng mà nó có những cái làm việc riêng của nó, chứ không phải nó họp chung nhau đâu. Nó vẫn nghe được. Đó là cái nó không cần tới cái căn của cái lỗ tai nữa rồi, nó nghe bằng cách khác rồi. Do đó sau cái thời gian mà nó cái đó nó hoạt động rồi thì lúc bây giờ nó nghe bằng cái sức của cái nhóm tế bào đó. Mà khi mà cái nhóm tế bào mà nó hoạt động cho cái lỗ tai mình nghe đó, tức là những cái thần kinh mà nó hoạt động cho cái lỗ tai mình nghe đó,
thì sau cái thời gian mình tu tập thì cái này bị tê liệt, nó không hoạt động nữa rồi, vì mình nghe cái kiểu đó. Thay vì cái lỗ tai mình nghe thì nó có hạn của cái không gian và thời gian, phải không? Cho nên cái xa xui người ta nói không nghe, mà gần thì mình mới nghe được. Còn cái này xa mà vẫn nghe thì nó không phải là nghe ở trong cái nhóm tế bào đó. Cho nên cái nhóm tế bào mà nghe mà như thầy với con mà ngồi mà tiếp chuyện nhau đó, thì đó là thuộc về cái nhóm của tế bào ý thức rồi. Cho nên nó nghe với nhau, sát với nhau. Còn cách xa quá nó không nghe. Còn cái ông này nói bao xa cũng nghe, thì tức là nó hoạt động kiểu khác. Cho nên cái nhóm mà nghe gần này hoàn toàn nó ngưng, nó không hoạt động. Sau đó cái nhóm này nó không hoạt động nữa, ông nghĩ cái nó tuổi cái này nó cũng không hoạt động nữa, thì ông biết luôn. Có phải vậy không? Tức là tại vì nó ngưng hoạt động để cho ông nghe cái nghe của một nhóm hoạt động khác, bây giờ không tu nữa. Thì cái nhóm mà hoạt động nghe này nó lại không nghe nữa. Nó không nghe nữa, bây giờ ông thành điếc. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Tức là hai cái nhóm này đi đều ngừng lại hết, nó ngưng lại hết. Không, nếu mà ông tu thì ông còn được nghe, phải không? Bây giờ ông không tu nữa, ông thấy ông sợ quá, ông tu nữa thì tốt, là cái nhóm kia nó không hoạt động thì cái nhóm này nó cũng không thèm hoạt động nữa. Rốt cuộc rồi thì cái lỗ tai ông bây giờ nó không nghe thật sự, nó dừng lại, nó điếc. Có chứ không? Cái tưởng nó có năng lực nghe. Bởi thường như là mình cái thiên nhĩ thông tưởng đó, thì nó vẫn nghe bằng cái hoạt động của cái lực lượng của nó, chứ không phải là nghe cái lỗ tai đâu. À, cho nên thí dụ như một cái người mà tu mà lọt vào cái thiền tưởng rồi, thì cái khí mà đi ở trên cái mặt này mình ngay nghe được cái tiếng động, chứ còn cái lỗ tai, căn tai của chúng ta, cái hoạt động của căn tai thì không nghe tiếng động rồi. Nhưng mà cái tưởng nghe, nó nghe nó đi sột sột sột. Cho nên có một lúc mà tổ tứ tổ mà nằm ngủ, mà hai cái con rệp mà nó giành máu của tổ, nó ăn nó rớt xuống nó té, rồi nó rên la nó tổ thì nghe. Thì đó là tổ bị ở trong cái thế giới tưởng, nó mới nghe. Chứ không phải là chứng đạo đâu, mà đó là tứ tổ đạo tính ngày xưa đó. Chứ không phải là bây giờ đâu. Nhưng mà khi mà tu tập tới đây rồi, thầy mới thấy rõ là chỉ vì mình có cái trường hợp xảy ra với mình mới lấy kinh nghiệm mình mà mình suy lại tổ, mình mới thấy được cái chỗ rơi vào tưởng. Chứ còn cái mà cái tuệ mà tâm minh nó cũng thông suốt, nó cũng nghe được âm thanh rất nhỏ. Nhưng khi mà những khi nào mà nó phải ở trong một cái trạng thái của định và nó mới xuất hiện, chứ còn không có thì nó không bao giờ, nó bình thường thì nó không xuất hiện. Khi mình muốn mình phải vào định, tức là mình sẽ thực hiện nó, thì nó nghe cái gì nó cũng nghe, bởi vì nó có cái điều khiển, nó có cái sự điều khiển. Còn cái tưởng á, nó ngoài cái vấn đề điều khiển của mình. Khi mình nhập vào cái định tưởng rồi thì lúc bây giờ tự động nó nghe, nó làm như có cái sức tự động thôi, cho nên nó hoàn toàn ngoài cái sức của mình. Cho nên trong cái con đường của đạo Phật là chúng ta phải có bảy giác chi xuất hiện rồi chúng ta mới làm được cái chuyện này. Nếu bảy giác chi không xuất hiện chúng ta không làm được. Nhất là cái trạch pháp giác chi, tức là cái dục như ý túc đó, nó có, bởi vì trạch pháp giác chi nó xuất hiện thì chúng ta coi như là chúng ta có vốn cái ý như ý túc. Thì vốn cái như ý túc đó là chúng ta có cái dục ý túc, cái định ý túc, cái tuệ ý túc, cái tinh tấn ý túc. Thì lúc bây giờ chúng ta muốn cái gì là nó sẽ làm cái này được. Đó là cái chỗ mà cái người đó thực hiện được cái tâm thức của họ đó. Còn mình bây giờ thì hoàn toàn chưa có nếm được cái mùi vị đó, cho nên mình không làm được. Thấy nó có khác là tại vì cái phương pháp mà thân hình niệm mà thầy cấu kết cho nó trở thành một cái cổ xe, nó như trong kinh thân hình niệm mà Đức Phật đã nói đó, đã phải tạo thành một cái cổ xe. Thì lúc bây giờ thầy đã rút đi từng cái kinh nghiệm tu tập của mình mà cấu kết là thành cái cổ xe, thì nó hơi có khác như thế này.
khi bắt đầu vào tu á, thì cái mục đích mà cái người tu á, thì tập cho đúng cách, cho đúng cách thì tắt ý trước khi những cái bước, những cái hành động thân của nó, nghĩa là trước khi những hành động thân của nó làm. Thì lúc bây giờ khi mà tập đúng như vậy thì trong vòng khoảng 30 phút hoặc là cao hơn thì nó có một cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện, nó nhờ những cái đó mà có thể nó đẩy mình đi tới nữa. Chứ còn nếu mà không có thì kể như cái người tu không bao giờ mà tu tập nổi cái pháp này. Là cho nên số người mà tu mà không có tinh tấn giác chi mà xuất hiện thì họ sẽ bỏ cuộc, họ bỏ cuộc, họ không có tu nổi nữa. Cho nên vì vậy mà cái tinh tấn giác chi như thế này khi nó xuất hiện á thì nó làm như cái hành động thân của chúng ta, nó cứ bắt cái hành động thân của chúng ta, ví dụ như đứng lên ngồi xuống, co tay duỗi chân ha, hoặc hít thở, nó làm, nó bắt buộc chúng ta phải làm, nó cứ thúc đẩy, nó làm như có cái lực nó đẩy, cũng như mình đi đi vậy đó, nó đẩy mình là phải dở chân lên bước xuống mà rất là nhịp nhàng, rất là nhịp nhàng. Thì ở đó là tinh tấn giác chi nó xuất hiện thì lúc bây giờ nó làm cho mình siêng năng, làm cho mình siêng năng. Mà lúc khi mà cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện mà làm cho mình thấy nó có cái lực đẩy đẩy mình đó, thì lúc bây giờ đó thì mình thấy nó có cái nó chừng khoảng độ chừng 10 giây, 5 giây hay hoặc là 1 phút thôi, thì cái thân của chúng ta nghe nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó có cái trạng thái đặc biệt, nó thay đổi liền, nó không có còn mà như mình dở chân là mình phải dùng cái sức của mình, còn không cái này nó nhẹ bưng lên, nó khác, nó thay đổi liền. Thì cái đó là kinh an giác chi xuất hiện rồi. Mà nếu mà không có kinh an giác chi thì chúng ta không làm nổi, tức là đi mà cứ dở chân lên xuống nào, hoặc là ngồi coi tay coi chân, làm từng động tác mà từng ra lệnh như vậy thì chúng ta làm không nổi. Nhưng mà nó có những cái này thì chúng ta làm nổi. Thì bắt đầu từ đó nó có cái hỷ giác chi nó xuất hiện, cái hỷ giác nó làm cho mình quan hỷ trên cái hành động đó, nó nhịp nhàng nữa, ta ý đâu nó ra đó. Thì cái này cái phương pháp của chúng ta tập đầu tiên là để cho nó tập trên cái thân niệm này, nó phải xuất hiện ra cái tinh tấn giác chi, rồi cái kinh an giác chi, hỷ giác chi, ba cái này nó xuất hiện thì nó giúp chúng ta tu từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mà không thấy mỏi mệt, có thể đi suốt đêm không có mỏi mệt, nhưng mà nó vẫn còn có phóng tâm phóng dật chưa phải hết. Cho nên trong cái vấn đề quan trọng của cái sự tu tập này á, là chúng ta tu ít mà không được tu nhiều. Cái phương pháp này tu ít để chất lượng cao, không có phóng tâm phóng dật. Chứ còn chúng ta tu thì thấy nó cũng có an, nó cũng có thích thú đó, nhưng vẫn có phóng tâm phóng dật, chứ không phải là hoàn toàn kiên cố hoàn toàn. Cho nên đối với cái người tu mà thấy nó xuất hiện rồi cứ tu cho nhiều lên thì cái kẽ hở này bao giờ họ cũng không bao giờ đạt được cái định giác chi hết. Bởi vì có định thì nó không phóng tâm phóng dật, mà không định thì nó sẽ phóng tâm phóng dật. Cho nên nó có chỉ có cái niệm giác chi nó xuất hiện, nó có cái niệm, tức là cái hành động nó vẫn biết nhưng mà bị phóng tâm, cho nên nó không định. Niệm giác chi có mà định giác chi không có. Cho nên khi mà tu ít cho để khi mà cái định giác chi nó xuất hiện, tức là tâm định tĩnh ở trên cái thân hành của nó rồi, thì lúc bây giờ mới cái xả giác chi và cái trạch phá giác chi nó mới có xuất hiện. Cho nên trong cái vấn đề tu cái pháp này, tu ít chứ không được tu nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta cái sức của chúng ta tu 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước thì tu cái sức đó, đừng có để phóng tâm phóng dật ở trên cái pháp thân hành này cũng được. Mà nếu mà chúng ta tu tập kỹ lưỡng thì cái thân hành của chúng ta ôm cái tâm vào cái thân hành, nó sẽ cán nát tất cả, tức là nhiếp phục tất cả các cái chướng ngại pháp ở trên thân thọ của chúng ta liền tức khắc, hoàn toàn là không có cái gì mà xâm chiếm được nó. Cho nên vì vậy mà cái này phải tu kỹ và tu đúng. Cho nên thầy nhắc nhở rất nhiều về cái phương pháp thân hành này, nhưng mà hầu hết người ta không nghe, người ta cứ để tâm phóng dật trong cái phương pháp này. Khi thấy kinh an hỷ giác chi với tinh tấn giác chi là họ tu nhiều, họ tu 1-2 giờ 30 giờ. Con thấy kinh an nhẹ nhàng đi, nó thoải mái lắm, nhưng mà đồng thời cái tâm phóng dật nó xuất hiện, con không biết làm sao vượt qua cái đó. Con tưởng là một lòng tưởng, mà hãy mỗi lần đi một tiếng hồi với con nó nhầm gì sang á, nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cái tâm phóng dật nó chẳng biết gì. À không được, cái đó là tu sai, là tu quá cái sức tỉnh thức của mình. Cho nên mình phải tu ở trong cái sức của mình. Cho nên gì vậy, đã đầu vô tu mình tu, thầy nói tu một vòng bánh xe của nó thôi, tức là đứng lên ngồi xuống hít thở 5 hơi thở 20 bước thôi, chứ không có được tu nhiều, để xem coi cái kết quả của cái sự tu này làm có phóng tâm phóng dật ở trong này không. À, nếu mà không có phóng tâm phóng dật thì mình tiếp tục một chu kỳ thứ hai y như vậy, lặp lại y như vậy. Mà nếu không có thì tăng thêm, mà có thì dừng lại tu cho kỹ, rất kỹ từng hành động. Bởi vì trong cái bài ta, mà cái bài mà Nhất Dạ Hiền thì Đức Phật đã nói cái vấn đề đó, phải nhiệt tâm từng cái hành động của mình, mà nhiệt tâm như là
bây giờ mình còn sống, lát nữa mình chết mà, cho nên mình tu rất nhiệt tâm đó. Thì tu thân hành niệm là phải tu cái phương pháp này rồi, thì không có thể nào mà tu mà tu lấy có được. Tu rất là nhiệt tâm từng cái hành động của mình, chứ không phải là tu chơi được. Cái này tu thật. Còn hầu hết là người ta không nghe lời thầy, người ta tu chơi đó. Tu kêu lấy có, tu do có thời gian dài, thấy nó an ổn, thấy nó khinh an được, cứ tu bừa vậy. Thì phóng tâm phóng vật nó sẽ có. Phóng tâm như thế nào? Nghĩa là cái tâm của mình tự nó phóng ra một niệm thì gọi là phóng tâm. Còn bây giờ phóng vật là có một cái tiếng động, có gì nó làm cho tai chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy, rồi từ đó tâm chúng ta khởi niệm ra, cái đó là phóng vật. Thầy phân tích cái này để hiểu cái được phóng tâm phóng vật gì. Phóng vật là có đối tượng bên ngoài đánh vô mà phóng tâm. Còn tự mình đi mà không có vật gì hết, nó vẫn thanh tịnh yên lặng, không có cái pháp ngoài tác động á, mà nó có khởi niệm ra, đó là phóng tâm. Phân tích được cái chỗ này mới thấy được trong cái phương pháp mà tu thân hành niệm mới nhận xét rõ. Nếu mà còn phóng tâm thì chắc chắn là phóng vật phải có thôi, không thể nào cả. Bây giờ phóng vật là bị cái các pháp ngoài nó tác động mạnh lắm, cho nên làm thì chúng ta phải phóng niệm ra. Đó, cho nên trong lúc đó mà người tu mà nếu mà nghe lời thầy tu ít thôi, rồi lần lượt mình tập dần, tức là mình tăng tới đâu, như Đức Phật nói như căn cứ địa, phải không? Cái xe mình chạy tới đâu thì nó là trở thành căn cứ địa. Cái phương pháp Đức Phật đã nói rồi, tại vì mình không lưu ý, mình tu cái sức của mình, cái xe của mình bây giờ mới có ráp được à, mà nó đâu có chạy được nhiều đâu. Thế mà mình chạy cả giờ đồng hồ thì thử hỏi làm sao cái căn cứ địa này có được. Cho nên phóng tâm phóng vật nó có vô trong này thì căn cứ địa này hoàn toàn là hư hại hết rồi, nó không thành căn cứ địa rồi, đúng không? Còn bây giờ thầy tu ít nhưng mà nó thành căn cứ địa đó, nó chạy một vòng thôi, nhưng một cái vòng của nó, tức là cái khoảng thời gian nó là cái căn cứ địa của thầy. Mà nếu tay thầy tăng 2 vòng thì nó là trở thành căn cứ địa. Cho nên khi mà thầy tăng đúng 12 tiếng đồng hồ là nhất giờ hiền đó, thì thầy đã tâm định tĩnh hoàn toàn, bảy giác chi xuất hiện đủ. Còn bây giờ mình tu mà cứ phóng tâm phóng vật vậy, bây giờ mình tu bây giờ con có tu bây giờ một tháng mà cứ đi liên tục như vậy cũng không xuất hiện đâu. Nhất bị phóng tâm phóng vật là không xuất hiện, tức là tâm không định tĩnh. Đó là trong cái vấn đề mà thầy dạy rất kỹ. Nhưng mà mọi người tu là tại vì họ tu sai, họ nghĩ sai, họ ham, hoặc là họ không hiểu được ý của thầy. Cái kinh nghiệm của thầy nó đã rõ rồi, nhưng mà dạy người ta thì không ai nghe, thậm chí người ta ngồi nhiều nữa chứ người ta cũng không cần mở đi kinh hành. Cái sự thật là cái phương pháp thân hành niệm mà khi thầy dạy là phải tu tập, đầu tiên là tu tập một chu kỳ mà thôi, nghĩa là ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, đứng dậy 20 bước, dừng lại tu cái khác chứ không tu nữa. Nhưng mà một lát nữa mày lợi tu phải kỹ lưỡng hẳn rồi, từng cái hành động chứ không phải là tu để lấy có không được đâu, tu lướt qua là không được. Mà trước khi mỗi hành động đều là phải tác ý kỹ lưỡng hẳn hoài, tác ý rồi mới làm. Để khi mà tâm nó định tĩnh, thầy nói khi mà nó xuất hiện cái tâm mà nó được định tĩnh, cái thân của chúng ta chưa có làm đâu mà nó biết cái thân sẽ làm, là lúc bây giờ nó xuất hiện cái trạch pháp giác chi, nó biết trước hết là cái thân bây giờ thầy chưa có, cái ý của thầy là chưa có muốn đi, vậy mà nó biết cái thân thầy sẽ đi á, nó ra lệnh nó cái thân đứng dậy đi, thì bây giờ thầy chống lại, thầy ngồi lại nó cũng không được nữa. Cái sức định tĩnh của nó vậy, nó định tĩnh trên thân nó điều khiển rồi đó. Cho nên vì vậy mà cái pháp mà tác ý của chúng ta nó trở thành một cái trạch pháp giác chi sau này. Cho nên nó biết trước tất cả những hành động của thân, thì bởi vì nó định trên thân của nó cho nên nó phải biết, nó biết trước. Cho nên vì cái thân thầy chưa có ý, trong cái ý của thầy này chưa có muốn đưa cánh tay ra đâu. Còn bây giờ thầy tác ý là tại vì thầy muốn, cái ý của thầy muốn đưa cánh tay ra, thầy nói cánh tay mặt đưa ra, thì đó bây giờ thầy đưa ra, thì đó là nó có sự điều kiện của ý. Còn cái này không, tự nó ở trong này, nó cái trong này nó biết cánh tay này sẽ đưa ra, thì nó bảo cánh tay đưa ra đi, thì nó sẽ được, nó biết trước hết. Nó khi mà mình tu đúng rồi, bắt đầu mình thấy nó định tĩnh rồi, nó biết trước hết, nó biết trước cái thân nó sẽ làm cái gì nó biết hết. Nó biết rồi nó ra lệnh. Thì cái thân không có chịu cưỡng chống lại được cái gì hết, nghĩa là bảo đứng dậy là nó cứ cái thân đứng dậy, chứ y như một cái lệnh của một cái người lính ở trong quân trường, bảo thì cứ phải làm thôi, trường là trường chứ không có được mà nằm đó mà chống lại không có được. Bảo bò trường ha, hoặc là chạy là phải sẽ chúng chạy, chứ còn không bao giờ mà có thể chấm lại, y như là cái người lính ở trong quân trường. Cho nên thầy nói tu pháp thân hành niệm là tuyệt vời, nhưng mà điều kiện là thầy biết 10 người chưa đậu một vì tu sai. Cho nên con cứ nhìn xung quanh đây, mọi người ở đây họ có tu thật nhưng mà tu không đúng. Thầy biết hết.
chứ còn tu đúng thì kết quả gì? Tu sanh. Nói bây giờ ở đây có một cái người đang tu, những giá trị nó xuất hiện rất tốt. Con đọc trong cái cuốn 4 con thấy cái cô Nguyên Thanh không? Cô đó tu đúng đó, tu đúng nhưng mà cô này sẽ trật. Nếu mà thầy không chỉnh lốt đốn lại đó, cô này có ai dạy chứ phóng tâm không giờ có trong đó. Cô trình bày là nó rất là thích thú đó, nhưng mà sự Phật chưa phải là kiên cố đâu. Mà trong cái pháp thân hành niệm nó là rất kiên cố, chứ nó không thể nào mà tu như vậy được. Cho nên lui trở lại chứ không có được mà tu cái thời gian dài. Thời gian dài vậy là bảo đảm, thầy bảo đảm là cái người mới tu, tuy rằng nó có những cái tinh tấn giác chi, cái khinh an giác chi, hỷ giác chi, cái niệm giác chi nó có xuất hiện vậy, chứ cái định giác chi chưa xuất hiện được, nó sẽ phóng tầm phóng dật tùm lum ở trong đó hết, không bảo đảm đâu. Còn thấy còn sẽ cái chỗ phóng dật á, có những người ta đi mình phóng dật là mình thấy, còn phóng dật thì không biết liền, còn những cái khác cũng không được. Thì trong cái thời giờ mà đi kinh hành thì nó một tiếng, mà trong vòng nửa tiếng là nó 15 phút thì nửa tiếng là nó bay nó phóng dật là hết rồi đó. Rồi đây là nó thiền quán không có sợ những cái đó đó, nó khởi niệm nên mình biết